Xin chào các em học sinh khối lớp 7. Vậy là chúng ta đã bước sang tuần học thứ 3. Với môn địa lý thì ở tuần học này chúng ta bước sang phần thứ 2, đó là các môi trường địa lý. Và chương thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu đó là môi trường đới nóng, hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng. Nào, các em cùng với thầy bước sang bài 5, đới nóng, môi trường xích đạo ẩm. Và trong tiết học thông qua video bài giảng này thì thầy có đưa ra một số quy tắc học. Thứ nhất, các em thấy nếu chúng ta thấy một cái slide nào mà nó có ký hiệu tay cầm bút, có nghĩa là học sinh sẽ phải ghi nội dung đó vào tập. Và lưu ý, chúng ta sẽ phải ghi theo trình tự các mục và theo thứ tự các trang slide, ví dụ như là một la mã rồi tới hai la mã, hoặc một nhỏ, hai nhỏ, các em nhé. Thứ hai, nếu một cái trang slide nào mà chúng ta thấy có cái hình khuôn mặt kèm theo dấu hỏi phía trên, thì nghĩa là học sinh sẽ đọc sách giáo khoa, nghiên cứu thêm một số tài liệu để trả lời câu hỏi. Và nếu các em thấy slide nào mà có ký hiệu quyển tập, cây viết và mắt kính, thì có nghĩa là học sinh sẽ phải làm bài tập về nhà tại cái slide đó, các em nhé. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay. Và trước khi tìm hiểu về đới nóng, thì các em cùng nhớ lại một số kiến thức về phân bố lượng bức xạ mặt trời trên trái đất để tạo nên các đới khí hậu. Thì các em cùng quan sát với thầy về cái bức ảnh sau đây. Thì chúng ta thấy là gì? Tia sáng mặt trời khi chiếu đến trái đất của chúng ta thì cái lượng bức xạ mặt trời nó sẽ có sự thay đổi từ xích đạo về hai cực. Và chúng ta thấy cái góc nhập xạ chúng ta thấy là gì? Có sự giảm dần từ xích đạo về hai cực, đúng không? Chính vì như thế mà cái lượng nhiệt nó cũng có sự khác nhau ở các nơi trên trái đất. Và cũng chính vì vậy mà nó có sự hình thành các đới khí hậu. Và chúng ta sẽ tìm hiểu các đới khí hậu đó. Và chúng ta thấy là gì? Dựa vào cái lược đồ trên màn hình thì các em thấy là chúng ta có ba cái đới. Đúng không? Ba cái đới. Đó là môi trường đới nóng. Đây chúng ta thấy ha. Môi trường đới nóng. Thì chúng ta thấy có cái ranh giới đới là cái đường màu nền xanh đậm này các em. Nền xanh đậm này. Đó, môi trường đới nóng, rồi đới ôn hòa và môi trường đới lặn. Vậy thì ở bài học ngày hôm nay chúng ta chủ yếu tìm hiểu về môi trường đới nóng, được chưa? Và trong đới nóng thì nó sẽ có một số các cái môi trường khác nữa. Vậy thì các em thấy trong môi trường đới nóng thì cái vị trí của đới nóng thì nó sẽ khoảng từ, chúng ta thấy này, cái đường nét đứt đứt ở đây thì chính là đường chí tuyến Bắc. Và chúng ta thấy là đới nóng nó sẽ khoảng từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam các em nhé. Và trong đới nóng thì nó sẽ có 4 kiểu môi trường, và mỗi kiểu môi trường thì nó tương ứng với 4 cái gam màu khác nhau. Ví dụ như là môi trường xích đạo ẩm này là màu xanh lá cây ở đây này các em. Đây thấy chưa? Đó. Môi trường thứ hai là môi trường nhiệt đới. Đó, màu xanh nước biển này. Rồi môi trường thứ ba là môi trường nhiệt đới gió mùa là màu tím này, trong đó có lãnh thổ của Việt Nam ở đây, các em thấy không? Đó. Và cuối cùng là môi trường hoang mạc là màu vàng đậm đấy các em. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ đúc kết lại một số đặc điểm về đới nóng. Thì thứ nhất, đới nóng trải dài giữa hai chi tuyến Bắc và Nam. Có đặc điểm nhiệt độ thì cao quanh năm. Có gió tín phong hoạt động và hệ động thực vật đa dạng, phong phú, và cũng là nơi đông dân cư trên thế giới. Và trong đới nóng thì chúng ta đã biết là có 4 kiểu môi trường. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu một cái môi trường đầu tiên. Đó là môi trường xích đạo ẩm. Chúng ta cùng quan sát với thầy về
Hình 5.2, đây là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Singapore. Và chúng ta dựa vào cái biểu đồ này, chúng ta sẽ trả lời cho thầy 4 cái ý nhỏ ở đây. Thứ nhất, nền nhiệt ở Singapore như thế nào? Thì các em có thể quan sát ở đây này. Thì chúng ta đã học ở lớp 6 rồi. Cái đường biểu diễn nhiệt độ sẽ là đường ga màu đỏ hoặc là màu hồng. Thì đây chính là cái đường biểu diễn nhiệt độ này các em. Các bạn thấy ha? Vậy thì cái nền nhiệt độ ở Singapore thì chúng ta thấy là tương đối là khá là cao. Và các tháng các em thấy là gì? Hầu hết các tháng trong năm thì nền nhiệt độ đều trên mức 25 độ C. Các em thấy không? Các tháng đều ở mức trên 25 độ C. Và biên độ nhiệt ở đây như thế nào? Thì các em thấy là gì? Biên độ nhiệt đó chính là sự chênh lệch nhiệt độ cao nhất và thấp nhất. Thì chúng ta thấy là sự chênh lệch giữa cao nhất và thấp nhất thì không quá lớn. Đó. Và chúng ta để ý này, nhiệt độ cao nhất ở đây thì khoảng là 27. Và nhiệt độ thấp nhất thì khoảng 25, 24 độ. Thì có nghĩa là biên độ nhiệt ở đây chênh lệch chỉ khoảng 2 đến 3 độ C. Và tổng lượng mưa khoảng bao nhiêu mm? Thì để biết được tổng lượng mưa thì chúng ta sẽ cộng lượng mưa trung bình của các tháng lại. Ha? Thì lượng mưa ở đây dao động khoảng từ 1.500 đến 2.500 mm. Và câu hỏi ý cuối cùng đó là lượng mưa phân bố trong năm như thế nào? Thì chúng ta thấy là lượng mưa phân bố tương đối lớn và hầu hết là các tháng đều có lượng mưa khá là cao và không có sự chênh lệch lớn giữa lượng mưa ở các tháng. Và Singapore cũng là một trong những đất nước nằm ở môi trường xích đạo ẩm. Nào, chúng ta cùng nhìn lại cái bản đồ sau đây thì chúng ta sẽ thấy môi trường xích đạo ẩm này. Chúng ta thấy là cái môi trường mà nó nằm ở khoảng hai bên xích đạo thôi. Nằm ở hai bên khoảng xích đạo. Và chúng ta thấy là Singapore là một trong những quốc gia nằm ở môi trường xích đạo ẩm các em. Vậy thì chốt lại vấn đề ở phần vị trí của môi trường xích đạo ẩm thì các em lưu ý cho thầy đó là môi trường xích đạo ẩm khoảng từ 5 độ Bắc cho tới 5 độ Nam. Và đặc trưng của khí hậu thì chúng ta thấy là nóng và ẩm quanh năm. Biên độ nhiệt thì rất nhỏ, khoảng 3 độ C. Và có lượng mưa quanh năm, trung bình từ 1.500 đến 2.500 mm. Và trong đới nóng thì đây chính là môi trường mà có lượng mưa cao nhất đó các em. Và chính vì lượng mưa cao như vậy nên độ ẩm trong không khí cũng rất là lớn, trung bình khoảng lớn hơn 80%. Và chúng ta quan sát về vị trí của rừng xích đạo thì các em thấy là gì? Ở những khu rừng xích đạo lớn trên thế giới thì chúng ta thấy là tập trung ở hai bên đường xích đạo và nó nằm ở khu vực xích đạo ẩm, nơi có lượng mưa lớn và độ ẩm cao cũng như là nhiệt độ trung bình cũng lớn đó các em. Chúng ta thấy là khu vực rừng xích đạo thì chúng ta thấy là nó chủ yếu tập trung ở khu vực Trung Phi này, khu vực Trung và Nam Mỹ này và khu vực Đông Nam Á ở trên thế giới các em ha. Rồi, chúng ta cùng với thầy tìm hiểu một cái góc nghiên cứu thông qua một cái đoạn văn của nhà văn Joseph Grenier. Cả tuần nay chúng tôi len lỏi trong rừng cây rậm rạp, phải dùng dao vất vả lắm mới mở được một lối đi nhỏ hẹp. Những con kiến càng rơi từ trên cành lá xuống để lại trên da thịt chúng tôi những vết cắt rát bỏng. Trên đầu, chung quanh và dưới chân, cây cối và dây leo bao quanh bốn phía, chúng tôi chỉ có mỗi một khát khao cháy bỏng, được nhìn thấy trời xanh, mây trắng và thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, oi bức này. Vậy thì qua đoạn văn trên, các em hãy nêu một số đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm. Rừng rậm xanh quanh năm có đặc điểm gì? Vậy thì thầy đã giúp các bạn nêu ra một số các đặc điểm thông qua những cái từ ngữ mà thầy đã in đỏ lên này, các em thấy không? Đó là gì? Rừng cây thì rậm rạp. Rồi tiếp theo là các em thấy là gì? Cây cối và dây leo bao quanh. Rồi một cái nữa là không khí thì ngột ngạt và oi bức.
À, chúng ta thấy ha, đây chính là một số đặc điểm của rừng rậm săn quanh năm, và rừng rậm săn quanh năm cũng chính là những cái loại rừng tiêu biểu ở môi trường xích đạo ẩm các em ha. Và chúng ta sẽ cùng với thầy tìm hiểu về thêm một số các đặc điểm của môi trường xích đạo ẩm thông qua những bức hình. Thì các em quan sát ở ở trên slide của thầy thì các em thấy môi trường này với một cái nền nhiệt độ cao, lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao như vậy thì nó cũng sẽ làm cho chúng ta thấy rằng là cái rừng ở đây nó cũng rất là xanh tốt và tùm, đúng không? Rồi, trong rừng thì chúng ta thấy là gì? Khá là nhiều các loài động thực vật. Đây là một cái bức tranh người ta miêu tả lại cái môi trường của khu vực rừng xích đạo ẩm. Đây là một số ảnh chụp. Và chúng ta thấy là gì? Với cái môi trường rừng xích đạo ẩm ở đây thì chúng ta thấy là gì? Cây cối khá là tùm. Và trong rừng thì có nhiều dây leo này và có nhiều tầng tán khác nhau, đúng không? Đó. Và chúng ta thấy là một số ảnh chụp ở khu vực rừng Amazon ở Nam Mỹ thì chúng ta thấy là gì? Cây cối thì nó có nhiều tầng này, rồi thảm thực vật thì rất là phong phú và đa dạng. Đặc biệt là chúng ta thấy có một số loại thực vật kỳ lạ. Ví dụ như đây, chúng ta thấy đây là một trong những cái loài hoa khổng lồ các em thấy không? Hoa rất là lớn và có kích thước gần như là ngang ngửa với cơ thể con người. Và khi nói tới rừng ở môi trường xích đạo ẩm thì chúng ta thấy là động thực vật cũng rất là phong phú. Và các em lưu ý là cái nền nhiệt độ và lượng mưa sẽ có sự thay đổi từ xích đạo về phía hai cực nên cái thảm thực vật và động vật cũng có sự thay đổi. Và ở môi trường xích đạo ẩm thì cái thảm thực vật và động vật sẽ là phong phú nhất các em nhé. Và chúng ta thấy là có rất là nhiều loài, đúng không? Là thú lớn, rồi hà mã này, bão này, rồi voi này, chăn này, cá sấu này, các loài chim này. Và đặc biệt đây là một cái loài cá ở khu vực Amazon, đó là cá hải tượng. Người Việt Nam của chúng ta cũng thường nuôi cái loài cá này để làm cảnh. Đây cũng là một cái bức tranh miêu tả lại cái môi trường ở những cái khu vực rừng xích đạo. Chúng ta thấy ha, khá là đa dạng về các loài động thực vật. Và chúng ta chốt lại vấn đề ở cái phần hai nhỏ. Đó là rừng cây thì phát triển rậm rạp, săn tốt quanh năm, mọc thành nhiều tầng, có nhiều loài cây và có nhiều loài chim thú sinh sống. Các em ghi lại nội dung này. Và ở cuối bài học ngày hôm nay thì thầy có một số các bài tập các em sẽ làm tại nhà. Bài tập thứ nhất là dựa vào sách giáo khoa và tập bản đồ địa lý 7. Các em hãy kể tên các kiểu môi trường ở đới nóng. Bài tập thứ hai là môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì? Và bài tập thứ ba là các em hãy tìm các cái tư liệu trên mạng internet. Các em hãy tìm cho thầy xem là có những quốc gia nào ở đới nóng và cho biết những quốc gia đó thì thuộc châu lục nào. Các em có thể là coi trên bản đồ hoặc là tìm tư liệu trên trên internet để chúng ta có thể trả lời câu hỏi số 3 nhé. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe phần trình bày bài học ngày hôm nay của thầy. Chúc các em nhiều sức khỏe và các em nhớ rằng chúng ta còn bài học số 6 trong tuần học này các em nhé.